nhà của họ, xe của họ và lấy hết tiền ở trong ngân hàng của họ. And in 5 to 10 years, they would have it all back. Và điều bất ngờ là trong vòng 5 đến 10 năm nữa thôi, họ sẽ có lại tất cả những điều mà bạn có thể cướp từ họ. You know why? Bạn biết tại sao không ạ? Because success is not measured in things. It's not measured in bank accounts. It's not measured in cars and houses. Bởi vì thành công không được đo lường bằng những thước đo về vật chất, nhà cửa, xe cộ, quần áo, tài khoản. It's measured by the content of your heart. Nó được đo lường bởi trái tim của chúng ta. And once that changes, và một khi điều đó thay đổi, I don't care what happens in your life. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với cuộc sống của bạn. No one will ever be able to take that away from you. Không có điều gì có thể làm cho những điều trong trái tim bạn mất đi. It's that spiritual personal power that makes New Skin the company it is today. Đó chính là sức mạnh về tâm lý, về tư tưởng mà giúp cho New Skin mạnh mẽ đến ngày hôm nay. I'll hear our competitors talk about how they're going to be the next New Skin. Bây giờ tôi có thể chia sẻ là chúng ta có thể trở thành New Skin tiếp theo như thế nào. You don't even know what you're talking about. Nhưng mà chúng ta còn không biết là mình sẽ nói về điều gì nữa, đúng không? Well, you think you can make a product like ours, you can be like us. Bạn nghĩ rằng là mình có thể xây dựng một công ty như New Skin không? Có thể làm sản phẩm như New Skin không? Có thể tạo ra được những cái chương trình như New Skin hay không? You think because you call yourself a network marketing company and run your mouth off, you can be like us. Và bạn nghĩ rằng là bạn cũng có một công ty network marketing giống như chúng tôi, bạn có chương trình giống như tương tự như chúng tôi, và bạn có thể nghĩ rằng là bạn là New Skin ư? See, what they don't understand is the greatness in this company is not necessarily in the products, or not necessarily in the high-rise and promo. It's the people sitting in rooms just like this. Bởi vì những người đó họ không hiểu rằng là sức mạnh và điều tuyệt vời nhất của công ty này không nằm ở trong chỉ trong sản phẩm hoặc nằm ở trong những tòa nhà chọc trời chúng ta có ở Provo, Utah, mà chính là nằm ở từng con người ngồi ở đây. New Skin is not the high-rise in Provo. Okay, that's just a symbol of what we're about. Đó chỉ là cái biểu tượng của công ty chúng ta mà thôi. New Skin is you. New Skin chính là bạn. New Skin is me. New Skin là tôi. New Skin is the vision we hold dear right here. New Skin chính là tầm nhìn mà chúng ta nắm giữ trong trái tim mình. Other companies can't replicate that. Những công ty khác họ không thể làm giống vậy được. This started with Clara McDermott over 30 years ago with that vision of principle and values and things that matter. Bởi vì công ty này bắt nguồn từ cô Clara hơn 30 năm về trước với tất cả những nguyên tắc, giá trị và những điều thật sự quan trọng trong cuộc sống. And I told Clara about a month ago because she's getting older now. Và tôi có gặp Clara khoảng một tháng trước, bởi vì bây giờ Clara cũng hơi lớn tuổi rồi. I said, Clara, whatever happens, when your time comes to pass on, don't worry about New Skin. Và tôi nói với Clara rằng, cho dù chuyện gì xảy ra, nếu như bạn đến lúc cuối cùng của cuộc đời, đừng lo về New Skin. Because you will live on through us. Bởi vì bạn luôn luôn sống trong chúng tôi, bạn luôn luôn ở cùng chúng tôi. Because what you gave us here, bởi vì những điều mà bạn đã truyền tải cho chúng tôi ở đây has been transferred to people all over the world. Đã được truyền tải và chuyển giao đến tất cả những con người trong New Skin trên toàn thế giới. It's the same thing I witnessed that day in Thailand when John took the step. Cũng là những điều mà tôi đã chứng kiến chính ngày hôm đó ở John ở Thái Lan với sự kiện đó khi anh ấy trên sân khấu chia sẻ. It's the same thing I'll witness here over the next few days. Cũng chính là những điều tôi sẽ chứng kiến ở đây trên sân khấu Success on the Week Việt Nam này trong những ngày tới. And it's that power that will get us to 10 billion. Và chính cái năng lượng này, chính sức mạnh này sẽ giúp cho chúng ta lên con số 100 triệu đô la. Vietnam will go 100 million so fast, don't blink. Và nếu như chúng ta làm được điều này, Việt Nam sẽ đạt thành một thị trường 100 triệu đô la nó nhanh đến nỗi mình không kịp chớp mắt. So move it from your head to your heart. Vậy thì hãy suy nghĩ, hãy di chuyển cái suy nghĩ này, tâm tư này từ tâm trí của mình và đặt nó vào trái tim của mình và cố gắng từ đó. And you will change your world forever. Và bạn sẽ thay đổi cuộc sống và thế giới của mình mãi mãi. That I promise. Đó là điều tôi có thể hứa với bạn. Thank you. Xin cảm ơn các bạn.